chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một vị thảo dược rất là quý, có tác dụng là điều trị bệnh về viêm xoang, bệnh về viêm họng rất là tốt ạ. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là mình đang quay trực tiếp cho bạn xem là hoa kim ngân, thì hay còn gọi là kim ngân hoa đấy. Và mình quay đây là nguyên hoa, loại là nguyên hoa nhé. Bình thường là có loại nguyên hoa này, có loại cả nguyên thân và lá thôi. Thì đây mình sẽ giới thiệu cho bạn xem là cái loại chỉ đúng nguyên hoa thôi. Thì các bạn có thể nhìn cái cốc này, mình đã pha sẵn cho bạn xem. Thì đây là các bạn có thể nhìn thấy cái hoa của nó này. Đó, hoa nó khi mà đây nó nhỏ nhỏ, khi mà pha nước thì nó sẽ nở ra to như vậy. Loại kháng sinh sử dụng đầu tiên trên thế giới. Khi mà chưa có thuốc kháng sinh thì chiết xuất của kim ngân hoa chính là loại kháng sinh tự nhiên được y học cổ đại sử dụng. Với đã có rất là nhiều công trình nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng là tác dụng quan trọng của nó là kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus. Và kim ngân hoa còn có tác dụng là ức chế nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu vàng này, liên cầu khuẩn dung huyết này, phế cầu khuẩn này. Đấy, ngoài ra thì nó còn có công dụng là chống viêm, làm giảm chất xuất tiết này, giải nhiệt và làm tăng cái tác dụng thực bào của bạch cầu. Thì mình cũng tóm tắt lại là cái công dụng mà của kim ngân hoa này, đó là rất là tốt cho những cái bệnh nhân bị viêm xoang cấp và mãn tính, và tiêu mụn nhọt này, dị ứng mẩn ngứa này, có tác dụng là giải cảm cúm này, trừ viêm họng, đau họng và quai bị này. Tăng cường cái chuyển hóa chất béo và giúp giảm cân hiệu quả. Thì là mình có thể là sử dụng cái kim ngân hoa này, sử dụng hàng ngày, có thể là pha trà như thế này. Đấy, với dùng hoa thì mình có thể là mình dùng đến 5 đến 10 gram thôi. Còn nếu mà dùng cả thân cả lá thì mình dùng khoảng 10 đến 20 gram. Thì với dùng hoa thì mình có thể hãm được như thế này, mình hãm trà như này này. Còn với thân lá thì mình nên đun thì nó mới chín được, chứ dùng không hãm được các bạn nhé. Thì dùng hàng ngày thì là mình có thể tăng cường sức khỏe, điều trị về bệnh béo phì này. Thì mình cũng hay dùng để pha trà thường xuyên. Pha trà thường xuyên dùng hàng ngày thì vị của nó, vị uống rất là dễ uống, thơm thơm ngọt ngọt hơn. Tức là mình cảm nhận nó ngọt ở đầu cổ họng, rất là ngon. Đó, thì hiện tại cơ sở mình bán cái kim ngân hoa như này, và hàng nguyên hoa và hàng cả thân cả lá. Để ai có nhu cầu mà mình mua thì có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại mà mình để dưới video.